sao á, quanh cổng thì thờ cổng sao. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 là ngày 29 tháng 8 âm lịch. Mà mày tới không biết thời gian nghĩa bị bước vô tới tới hai cái mã gặp đó. Đang chuẩn bị lợp nhà cho chị Phượng. Nhà mảnh đó tôi mượn giá biết không? Không mà ngay chỗ lễ rồi đó. Lễ là ở dưới kia, còn tao ở trên này. Em cột chèo của ổng ở. Gắn cái cột, gắn cái cột chèo á. À, chú đi vô chút xíu. Vô chút xíu, vô được đó. Nghe nhãn thái luôn không? Nhãn thái. Có tay kìa. Thì ở dưới chỗ là có đôi vô đó, rồi lại gái bà lên đây. Ủa gì là nó gạo nó đỡ khổ mà đốt cho nó vô vậy giúp đợi vô hả? Biết. Nó leo vô gạo nó bốt thọng ta đó. Ta lấy đúng rồi. Đây chút này nếu làm tể chắc nó cũng tiêu luôn hả chú? Hồi hôm mưa đây có giọt không chú? Chú ở gần nhà cái bên á? Không nghe rồi. Chú. Hồi hôm giọt dữ không bà? Hồi hôm mưa lớn dữ lắm phải không? Hôm qua bảy kêu dỡ hết cái tôi đó thôi. Dạ dạ rồi để em vô liền, em vô được ha anh. Đây có nhiều mạnh thường quân cũng nhờ em đó. Rồi đây hoàn cảnh của cái chị Phượng đó, mấy chú lại mấy chú giúp rất là kinh khủng luôn. Thì tụi em có mua cái giường thì mùng mền á, để coi cái gia đình có không có thì để đây hỗ trợ. Đây cái bếp của gia đình ha. Đây. Chặn lò phong đây. Lò phong hả? Lò phong này cấp cao. Lò phong này chỉ có. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 âm lịch nha anh chị. Và ngày 27 tháng 9 tây. Đây giường đây cho quay cái giường. Đây là cái giường của gia đình chị. Đây cái giường ngủ á, cái giường ngủ này nữa. Giường bê tông. Mà không biết sao mà chị ở được cái nhà này mấy năm nay cũng được hay á, mình cũng khen á. Đây là giường đây mà. Đây đi. Mình mua cái giường rồi hả ông Tám? Đây bếp đây. Chui vào đây. Bếp đây. Bếp quá trời. Đây quay cái bếp. Em có quay lên cái Facebook lần mà mấy người kia nói giờ mà kiếm được cái nhà gì cũng khó lắm. Ở đây chỉ còn một cái này thôi. Quay đốt cái này là hết rồi. Còn lâu mới có một cái à. Đây. Vừa làm vừa sợ sớt đầu sập nã đầu. Dự kiến thì nó khoảng 7-8 triệu mà em nghĩ là 10 triệu không có đủ. Cái nhà này nó còn nhiều cái tốn tiền lắm. Ừ.
cái này ra cho nó phải à. Đây quay cái bếp cái nữa là một kỳ mai mốt nha. Ủa rồi ở được cũng hay à. Giữ dân. Chú cái nhà kế bên phải không? Hả? Ông cái nhà kế bên hả lại? Ông kia hả? Tại ông cũng có nghe lỗ tai nữa. Chả thứ 6 tuổi thứ 8. Còn mắt cái lỗ tai yếu ha. Hàng chi? Hàng chi mà giờ giống giống. Lỗ, bỏ cái cống đây, bỏ hai cái nhà cọc cống tới nhà. Dạ. Cái giường ngủ của chị Phượng, chị tên Phượng phải không? Thảo. Thảo hả? Thảo. từ từ có ông thợ ổng lợp nhà, ổng có lợp nhà để ổng lợp, ổng khéo anh Đỉnh đang làm ngoài mới mượn anh làm biết trong này nữa. Đó nó thấy giật xuống hết tự xong to này không có xài được gì luôn, gạch nó để trên này nó luôn to nó, mà to này nó mục rồi, gạch để lên làm bẫy nhà. Cái kia để yên tâm là ve chai vô không mua nữa. Tại vì mua quý để đâu hả? Con đây. Đấy, không thấp vào được, như cái nhóm mày được. Mình không biết. Cái mấy cái tịnh lịch này của ông Thích Chân Tính đúng không? Giống mà. À ông Thích Chân Tính ở chùa Hoàng Pháp đó. Phá tu. Đây có nhiều cô chú anh chị ở khắp nơi lại. Này ba cái thấy thấy này mày để đồ để nè. Để nhà. Để qua nhà chồng đỡ đi. Làm dớp luôn. Được, bỏ ra, chỗ xài không được. Ve chai nó không có mua. Mà này chắc lâu lắm rồi mới ton như vậy nè, chứ ton nó dễ gì mà được một cái gì. Thôi chết mướp nè. Mướp hả? Hàng này gọn. Đó đi. Có gì kinh phí gì ông nói nhỏ con nha ông Tám. Hả? Có thiếu kinh phí gì nói nhỏ con hỗ trợ không? Có là cũng thôi mà vui được rồi. À. Còn nhiều cái nhỏ rồi người ta thấy khỏi cái nữa kìa. Thôi mày. Còn mấy cái nữa hả? Mấy cái nữa hả? Coi chừng nó sập xuống đó. Anh như vậy nó nghiêng xuống cái là nó đè hết rồi nè. Nước tới đâu chả cái nấy. Mấy cái này nó. Đây là phần 1. Xuống tể rồi sao? Sáng giờ đâu? Hả? Ngủ cái gì? Đâu có. Mua tôn nào? Tôn nó tệ. Còn mấy cái nhà nữa hay sao? Còn mấy cái nhà nữa hay gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lĩnh à, nhìn cái em Lĩnh đẹp tay chứ hả? Đâu rồi? Tiền nào của nấy mà. Bây giờ là cái hồi xưa đi cút đi dựng lên có giá thì chạy. Thấy không, thợ hàng đẹp tay ghê chưa? Không vũ nữa hả? Dạ. Trời ơi. Phải gặp con thôi chứ, không có không có con cho vui.